Chuyển sang phần tin quốc tế. Chiều 29 tháng 6, tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, các nhà lãnh đạo NATO đã ra tuyên bố chung công bố khái niệm chiến lược mới. Đây được xem là một bước ngoặt tại hội nghị tuyên bố khi đưa ra quan điểm mới về Nga và Trung Quốc, xác định các mối đe dọa và thách thức chính cho an ninh của khu vực, cũng như định hướng chính sách của khối trong những năm tới. Khái niệm chiến lược mới được NATO công bố sẽ là cơ sở cho mọi hành động của tổ chức này. NATO sẽ chuyển từ quan điểm răn đe sang vừa răn đe vừa phòng thủ, xác định 10 năm tới sẽ là kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược. Khái niệm chiến lược mới là quan điểm chủ đạo của NATO trong một thế giới nguy hiểm hơn và khó dự đoán. Chúng tôi sẽ thay đổi cơ bản về răn đe và phòng thủ với lực lượng phòng thủ tuyến đầu đông hơn và nhiều trang thiết bị hơn. Chiến lược mới bao gồm việc mở rộng quy mô lực lượng phản ứng nhanh của NATO từ 40.000 người hiện nay lên hơn 300.000 người, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ, nâng cấp các nhóm chiến đấu ở sườn phía đông lên cấp lữ đoàn. Theo đó, NATO sẽ có cuộc cải tổ lớn nhất về khả năng phòng thủ và sự hiện diện tập thể của Liên minh quân sự kể từ chiến tranh lạnh. Trong khái niệm chiến lược mới, NATO đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, tuyên bố động thái này đang phá vỡ hòa bình và làm thay đổi nghiêm trọng môi trường an ninh của Liên minh. Đáng chú ý, khái niệm chiến lược mới nhấn mạnh coi Nga là mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh và sự ổn định của các nước NATO. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể định nghĩa về Nga trong khái niệm chiến lược của NATO. Khái niệm chiến lược hiện tại của Liên minh quân sự NATO được thông qua tại Thượng đỉnh Lisbon 2010 với khách mời đặc biệt, Tổng thống Nga lúc đó, ông Dmitry Medvedev. Trong bối cảnh hòa hoãn thời điểm đó, khái niệm chiến lược của NATO đã xác định coi Nga là đối tác chiến lược, cùng nhau cam kết duy trì hòa bình tại châu Âu. Đến nay, điều này đã hoàn toàn thay đổi. Trên thực tế, quan hệ đối tác chiến lược đã tan vỡ kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Sau sự kiện đó, NATO đã triển khai các nhóm chiến đấu đa quốc gia cấp tiểu đoàn tại bán nước Baltic và Ba Lan là những thành viên NATO có chung biên giới với Nga. Chúng tôi đã thực sự chuẩn bị cho khả năng này một thời gian dài. Không phải NATO đột nhiên bừng tỉnh vào ngày 24 tháng 2 và nhận ra nguy cơ từ Nga. Thực tế là chúng tôi đã chuẩn bị cho nguy cơ này từ năm 2014. Đó là lý do tại sao chúng tôi tăng cường hiện diện ở sườn đông của Liên minh, cũng như bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Tuy nhiên, phản ứng trước điều này, giới chức Nga chỉ trích thượng đỉnh NATO ở Madrid, cho rằng Mỹ và châu Âu đã quay trở lại khuôn mẫu lỗi thời từ thời chiến tranh lạnh. Tổng thống Nga ngày 29 tháng 6 lên án những tham vọng đế quốc của NATO. Ukraine và số phận của người dân Ukraine không phải là mục đích chung của phương Tây và NATO, mà chỉ là công cụ để bảo vệ lợi ích của họ. Lãnh đạo các nước NATO muốn khẳng định uy thế của họ, tham vọng đế quốc của họ. Trong khái niệm chiến lược mới, NATO cũng lần đầu tiên coi Trung Quốc là mối đe dọa mang tính hệ thống khi cáo buộc Bắc Kinh sử dụng đòn bẩy kinh tế để tạo ra sự phụ thuộc chiến lược đối với các quốc gia khác và tăng cường ảnh hưởng của nước này. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha. Không chỉ có 30 lãnh đạo các nước thành viên NATO mà còn có đại diện của các nước không phải là thành viên như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand. Hội nghị năm nay được coi là cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển biến của định chế quân sự này về cấu trúc, tầm nhìn chiến lược và các vấn đề quan tâm sẽ không chỉ còn giới hạn ở hai bờ Đại Tây Dương. Hội nghị thượng đỉnh lần này tập trung nhiều vào việc thể hiện sự thống nhất của NATO, sự ủng hộ đối với Ukraine cũng như tăng cường hỗ trợ quân sự cho các nước Đông Âu, đảm nhiệm vai trò lớn hơn của các quốc gia châu Âu trong các vấn đề liên quan đến an ninh châu lục. Hiện NATO chỉ có Mỹ và Canada là hai nước ngoài châu Âu trong tổng số 30 thành viên, nhưng Mỹ lại đã và đang đảm nhiệm vai trò chính yếu trong các hoạt động quân sự cũng như sứ mệnh NATO tại lục địa già. Xung đột tại Ukraine đã khiến các lãnh đạo châu Âu thấy rằng họ phải đóng góp nhiều hơn cho liên minh và an ninh châu Âu, cũng như đảm nhiệm vai trò dẫn dắt các cuộc khủng hoảng an ninh trong tương lai. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ tư, và các nhà lãnh đạo NATO dự kiến ưu tiên hàng đầu thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Ukraine. Mới nhất, Thủ tướng Đức tuyên bố NATO sẽ vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, bất chấp các cảnh báo đến từ phía Nga. Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cho biết sẽ ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Đây là kết quả vừa đạt được sau cuộc thảo luận diễn ra giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với các lãnh đạo hai quốc gia Bắc Âu tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.
Bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Phần Lan, Thụy Điển là vướng mắc lớn nhất đối với NATO vào thời điểm khối liên minh quân sự này họp thượng đỉnh tại Madrid. Tuy nhiên, kết thúc phiên đàm phán kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đồng ý rút lại sự phản đối Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO sau khi nhận được một số nhượng bộ quan trọng từ phía hai quốc gia Bắc Âu này. Tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi hiện đã có một thỏa thuận mở đường cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển đã ký một biên bản ghi nhớ nhằm giải quyết các mối quan tâm của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm xuất khẩu vũ khí và cuộc chiến chống khủng bố. Được biết, trong biên bản ghi nhớ giữa ba bên, Phần Lan, Thụy Điển đã cam kết sẽ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Thổ Nhĩ Kỳ, ủng hộ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề đối phó với Đảng Công nhân Người Quốc, sửa đổi các luật về chống khủng bố và chia sẻ tin tức tình báo với Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến trong ngày hôm nay, lãnh đạo các nước đồng minh NATO sẽ đưa ra quyết định mời Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Quyết định này sẽ phải được Quốc hội của 30 quốc gia thành viên NATO phê chuẩn. Quá trình này có thể kéo dài tới một năm. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, Nga sẽ đặt nhiều vũ khí hạt nhân sát cửa ngõ Thụy Điển, Phần Lan khi hai nước này gia nhập NATO. Nga và Ukraine đã tổ chức một cuộc trao đổi tù binh mới ngày 29 tháng 6. Đây là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, với mỗi bên sẽ trao đổi 144 tù nhân. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, trong số 144 binh sĩ Ukraine được trả tự do trong đợt trao đổi này, có 95 người đã tham gia phòng thủ nhà máy Azovstal tại thành phố Mariupol và bị quân đội Nga bắt giữ vào tháng 5 khi pháo đài này thất thủ. Ngoài ra có 43 binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov, một đơn vị bán quân sự đã hợp nhất vào quân đội Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều bắt giữ nhiều binh lính của nhau kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2. Đầu tháng 6, Moscow cho biết nước này đang giữ gần 6.500 binh lính Ukraine. Các quan chức Ukraine trước đó thông tin khoảng 11 cuộc trao đổi tù nhân đã diễn ra giữa hai nước với hàng chục tù binh được trao đổi. Syria ngày 29 tháng 6 cho biết nước này đã chính thức công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng ở miền đông Ukraine. Như vậy, Syria, đồng minh của Nga, trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới công nhận độc lập hai vùng ly khai ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Trước đó, là Nga là quốc gia thành viên duy nhất của Liên Hợp Quốc công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ này. Ukraine đã lập tức chỉ trích quyết định này. Tổng thống Zelensky cho biết sẽ cắt đứt quan hệ với Syria, cảnh báo trừng phạt nước này và gọi động thái của Damascus là vô giá trị. Hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk được thành lập vào tháng 4 năm 2014. Nga công nhận độc lập hai vùng này hôm 22 tháng 2, chỉ hai ngày trước khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.